Này thiện hiện nhãn xứ bản tánh không, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ bản tánh không, sắc xứ bản tánh không, thanh hương vị xúc pháp xứ bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, như thật rõ biết, các xứ bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình, tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện nhãn giới bản tánh không, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới bản tánh không, sắc giới bản tánh không, thanh hương vị xúc pháp giới bản tánh không, nhãn thức giới bản tánh không, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới bản tánh không, nhãn xúc bản tánh không, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc bản tánh không, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra bản tánh không, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra bản tánh không, địa giới bản tánh không, thủy hỏa phong không thức giới bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, như thật rõ biết các giới bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình, tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, nhân duyên bản tánh không, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, bản tánh không, các pháp từ duyên sanh ra bản tánh không, vô minh bản tánh không, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não, bản tánh không. Đại Bồ Tát, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, như thật rõ biết duyên khởi bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa bản tánh không, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã, phương tiện thiện xảo diệu nguyện lực trí ba la mật đa bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, như thật rõ biết các ba la mật đa bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, bốn tịnh lự bản tánh không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, như thật rõ biết tịnh lự vô lượng vô sắc bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, bốn niệm trụ bản tánh không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, như thật rõ biết bốn niệm trụ vân vân, các pháp phần bồ đề bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không bản tánh không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, như thật rõ biết các pháp môn giải thoát bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế.